Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp ngâm chân vào nước nóng. Phương pháp này giúp giảm đau nhức xương khớp trong mùa đông, giúp chân đỡ lạnh, giúp dễ ngủ. Và đối với người mới bị chướng cảm ấy, thì ngâm chân vào nước nóng sẽ giúp ngăn chặn trừ cảm. Phương pháp làm như sau. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình là 2,5 lít đến 3 lít nước sôi, một củ gừng to bằng 3 4 đốt ngón tay, một củ gừng to, một chìa muối con, một cái gáo nước, một khăn mặt khô sạch, và nhất là một cái chậu thau. Cái chậu thau này khoảng 10 lít nước để có thể để vừa chân người lớn vào, để thoải mái chân một đôi chân người lớn vào vào đó. Chậu thau là có thể bằng nhôm hoặc là bằng nhựa cũng được, mình hay ngâm bằng nhôm. Sau khi đã chuẩn bị những nguyên liệu đó rồi thì cách làm như sau. Đầu tiên là gừng, là các bạn gừng vàng tươi mới này, các bạn đập nát bét ra, các bạn cho vào chậu thau, các bạn cho muối vào, rồi các bạn dội nước 2,5, dội nước sôi lên, cho muối vào dội nước sôi lên. Sau đó này, các bạn lại cho thêm khoảng 2,5 đến 3 lít nước nước máy vào, nước ở nhiệt độ thường ấy, các bạn chế thêm vào. Rồi các bạn bưng ra cái ghế ấy, để ngồi lên cái ghế đó đó ngâm. Mà trước khi ngồi và ngâm ấy thì các bạn bạn phải chuẩn bị cho mình một gáo nước ở nhiệt độ thường để bên cạnh, để có gì mình còn chế vào nữa, nóng quá thì chế vào nữa. Cái khăn mặt thì mang luôn bên mình luôn. Rồi sau khi đã làm chuẩn bị xong rồi, các bạn bắt đầu ngồi và ngâm này. Đầu tiên các bạn nhúng cái chân vào, nhúng cái gót chân vào nhá nhá, để bạn thử. Các bạn nhúng vào khi nếu mà thấy nó nóng quá thì các bạn sẽ chế thêm nước thường vào, chế thêm nước thường vào cho nó vừa ngâm. Sau khi các bạn chế thêm nước thường và vừa ngâm rồi này, các bạn bắt đầu ngâm. Các bạn bắt đầu ngâm ngâm các bạn nhúng hết toàn bộ hai bàn chân xuống để ngâm. Nhúng nhúng lúc này là phải nhúng hết cả ngón chân này, cả bàn chân xuống để ngâm. Sau khi ngâm khoảng 10 phút thì 10 đến 15 phút sau thì nó sẽ nhiệt độ nó giảm đi rồi. Thì các bạn lấy hai cái bàn chân các bạn này kỳ kỳ vào nhau, kỳ nhẹ nhàng vào nhau cho nó sạch sẽ, thì trên kỳ dưới cho nó sạch sẽ. Thì cái chân ấy thì cái chân nó bẩn lắm đấy, các bạn phải kỳ cho nó sạch sẽ đi. Sau khi nó kỳ sạch sẽ cái chân rồi, lúc này là ngâm 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 lúc này là được rồi. Các bạn nhấc cái chân trái lên trước, ngấp nhấc từng chân một các bạn nhé, nhấc chân trái lên trước cho nó ráo nước một chút, cho nó ráo nước. Sau các bạn để lên cái đùi phải, lúc này các bạn lấy cái khăn khô các bạn lau lau sạch đi, lau khô cái chân đi. Sau đó các bạn lại nhấc cái chân phải lên, các bạn lại lau khô cái chân phải. Nếu mà trong mùa đông đấy thì các bạn khi lau khô xong hai chân rồi thì các bạn đi lên tất vào, các bạn chuẩn bị cho mình đôi tất nữa. Sau khi mùa thu đông mà cái lúc mùa lạnh ấy, nhất là cái hôm giá lạnh ấy, thì các bạn khi lau chân xong ấy các bạn đi luôn tất vào đó. Và các bạn lưu ý là cái lúc ngâm chân các bạn không được bấm điện thoại nhá, cái điện thoại để ra chỗ khác cho mình, có ai nghe ai gọi kệ sừ người ta, mặc sách cho người ta, cái lúc đấy là không cần nghe điện thoại. Cái lúc ngâm chân phải tập trung. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái lúc mùa thu đông ấy, các bạn lúc ngâm chân ấy, các bạn phải ngâm ở trong một cái căn phòng nó kín nhá, cửa là các bạn đóng hết lại, đừng để gió nó lùa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu mà bạn ngâm vào mùa xuân hè, các bạn ngâm vào mùa xuân hè ấy, thì các bạn không được bật điều hòa, quạt đấy, quạt trận cái quạt trong nhà các bạn không được quạt to, không được quạt hết cỡ, các bạn phải giảm
giảm xuống mức thấp nhất, nhớ nhá, các bạn nhớ nhá, giảm mức thấp nhất mà phải cái quạt lúc ngâm chân ấy nó không được chĩa vào người mà phải quay đi chỗ khác. Cái lúc cơ, nếu mà mùa xuân mùa hè mà ngâm ấy mà cơ thể nó ngồi hô mồ hôi nó toát ra ấy thì các bạn để nguyên đấy để cho tự khô, không nên thay quần áo đó, ý các bạn như thế. Và nhất là cái quạt không được bật to, không được quay chĩa thẳng vào người mà phải bật bé và để đi chỗ khác, mà quay đi chỗ khác. Mà ngâm chân ấy một ngày thì ngâm một lần, cái mùa thu đông ấy thì nên ngâm vào buổi tối và tối trước khi đi ngủ của các bạn. Còn nếu mà bị cảm ấy, chẳng may các bạn bị cảm thì các bạn nên ngâm ngay. Các bạn chẳng may các bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh vào người ấy, các bạn muốn đẩy cái hàn cái lạnh ra ngoài cơ thể ấy, thì nên đi ngâm ngay lập tức, ngâm luôn. Lưu ý các bạn như thế, nó giảm cảm nó rất là nhiều. Đó, đó là tất cả lưu ý của mình. Và các bạn nhớ là cái bài này dành cho người lớn nhá, người từ 18 tuổi trở lên, không dành cho trẻ con. À, mình còn một lưu ý nữa các bạn, cái để hỗ trợ đau những xương khớp ấy thì các bạn nên đun nước với một nắm lá lốt. Cái lá lốt các bạn lấy các bạn rửa sạch rồi mà các bạn băm nát ra, các bạn đun với nước. Nếu mà ngâm chân cùng với lá lốt với gừng gừng ấy thì nó sẽ giảm đau nhức xương khớp lên rất là nhiều. Đó. Một tuần các bạn có thể ngâm được 3 từ 3 đến 5 lần. Đó, mình lưu ý các bạn như thế. Video đến đây là hết rồi. Chào các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người. Đừng quên đăng ký kênh của mình.